Rồi, quý vị nhìn thấy nhà hàng xưa và nay cổ vũ Việt Nam là chiều nay để gì? Việt Nam chiến thắng. Wow, các quán nhậu rồi chiều nay full chỗ vậy. Người ta hẹn ra quán nhậu cà phê để ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Còn khoảng 2 tiếng mấy nữa thôi là 3 giờ chiều sẽ bắt đầu trận đấu giữa đội U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan để giành cúp vô địch châu Á vậy. Hai con mình đang có mặt ở đường Nguyễn Trọng Tiễn, phường 10, Phú Nhuận, Sài Gòn, trưa ngày 27 tháng 1 2018 để trực tiếp cho quý vị xem không khí Sài Gòn trước giờ bóng lăn, xem cảnh bà con bắt đầu ủng hộ cổ vũ đội bóng chuẩn bị như thế nào nha. Nhiệt độ Sài Gòn bây giờ nóng quá vậy, nhiệt độ khoảng 31 độ C. Và dọc theo đường người ta bán cờ với băng rôn ủng hộ đội tuyển. Rồi ở đây là đường Nguyễn Văn Trỗi vậy. Ngày xưa là đường Công Lý hướng vào trung tâm quận 1. Để trực tiếp cho vị xem cảnh người Sài Gòn Việt Nam chuẩn bị cổ vũ đội bóng. Đó, ráp gắn cờ trước khi cổ vũ này thôi. Chiều nay người dân Sài Gòn có vẻ như là đổ ra đường ấy. Để hồi nữa nếu mà chiến thắng là reo hò, đường phố Sài Gòn sẽ ngập tràn niềm vui này. Bên phải là đường Hồ Biểu Chánh. Đi qua cầu Công Lý vậy, bên phải là kinh Như Lộc Thị Nghè,
Vậy thấy bán cờ cổ vũ à. Và bên phải gì đây là chùa Vĩnh Nghiêm. Nhiều cây cô. Lấy một cây đi. Lá cờ 20 đi. Cho em cộng thun cột không? À, cột cho nó đúng chuyện gì nè. Dạ lấy, thấy không? Dây thun cột. Cột giùm em chú. Ủng hộ đội tuyển chiều nay vô địch coi. À, chú ha. Vô địch không? Chú nghĩ vô địch không? Dưới thằng này thôi. Hên xui ha. Dưới thằng này hên xui. Chú lấy giùm 20. Rồi. Rồi, ok. Cảm ơn. Rồi. Đó, vậy là may mắn cái gì. Rồi, Lẹo Dương chùa Vĩnh Nghiêm cầu nguyện cái gì? À, mong Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ chiều nay đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng vô địch. Cầu chúc sức khỏe bình an may mắn. Cảm ơn Phật Bà rất nhiều. À, này tới Tết người ta đi chùa nhiều lắm hay gì? Ok. Rồi, tiếp tục đi vô trung tâm. Trực tiếp gì xem đội tuyển Việt Nam. Và bà con Sài Gòn đang chuẩn bị cổ vũ như thế nào nha. Sài Gòn bắt đầu nóng lên rồi cái gì? Nóng vừa khí hậu mà vừa nôn nóng cho đội tuyển á. Xe dẹp đường của Bulis vậy. Cờ bay phất phới chiều nay chiến thắng cái gì đây. À, bánh bò dừa, bánh bò sữa, bánh khoai mì. À, giờ thấy hấp dẫn không? Ngon lắm, gì thơm phức. Thank you.
clip tiếp theo. Thank you. Goodbye.